Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 29 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin vụ Việt Á, mặt trận Tổ quốc đòi truy trách nhiệm hai bộ Y tế, Khoa học và Công nghệ. Một số ủy viên của Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào hôm 27 tháng 12 đã đề nghị làm rõ trách nhiệm của hai bộ Y tế, Khoa học, Công nghệ liên quan đến vụ bê bối về vụ xét nghiệm COVID-19 rởm của công ty Việt Á. Mặt trận Tổ quốc chính là cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản Việt Nam, quản lý các tổ chức chính trị, xã hội ở Việt Nam. Các báo trong nước cũng dẫn lời ông Lê Bá Trình, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, lưu ý rằng thời gian gần đây liên tục xảy ra nhiều vụ việc tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, đặc biệt là trong các hoạt động phòng chống COVID-19, và những diễn biến đó đã làm cho nhân dân hoang mang, lo lắng. Đây là hình ảnh bản tin video của kênh VTC14 đưa tin Giám đốc CDC Nghệ An, ông Nguyễn Văn Định vào hôm 22 tháng 12 đã ra tự thú với cơ quan công an vì liên quan đến công ty Việt Á. Ông Trình, từng là Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, liệt kê một loạt các vụ việc đã xảy ra ở Bệnh viện Bạch Mai, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, Bệnh viện Tim Hà Nội và mới đây nhất là vụ của công ty Việt Á bị cáo buộc là thổi giá và hối lộ để bán các bộ xét nghiệm dính líu đến nhiều cơ quan y tế và CDC các tỉnh, thành phố, cũng như một số bộ, ngành ở cấp trung ương. Vị quan chức của Mặt trận Tổ quốc này gọi đó là hành vi lấy cả nỗi đau, cái chết của con người để làm phương tiện tham nhũng, theo tường thuật của báo chí trong nước chia sẻ. Vẫn ông Trình đề nghị làm rõ trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế liên quan đến công việc của công ty Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm và trục lợi. Bên cạnh đó, vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đòi phải làm rõ và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đã đề xuất việc khen thưởng huân chương lao động hạng 3 cho Việt Á. Ông Trình lập luận rằng động thái đó có thể xem như là một sự thừa nhận, bao che, tạo điều kiện cho Việt Á làm những việc sai trái, lừa dối nhân dân, tham nhũng tiền của nhà nước. Báo chí dẫn lời ông Trình cáo buộc rằng các CDC, bệnh viện, trung tâm y tế đã cấu kết với Việt Á để tham nhũng hàng tỷ đồng với hàng chục tỷ tiền của nhà nước mà trước mắt đã được xác minh. Công an nói khi doanh thu của công ty Việt Á từ bán kit test lên tới 4.000 tỷ đồng. Và một số nhà quan sát đưa ra tính toán rằng nếu các quan chức liên quan được hưởng ít nhất 20% giá trị hợp đồng thì các cơ quan, đơn vị của họ mua hàng của Việt Á, số tiền chia chác đút túi cá nhân phải lên đến 800 tỷ đồng. Tính toán này dựa trên thông tin từ điều tra ban đầu của công an cho thấy Việt Á đã chi tiền phần trăm hợp đồng cho các lãnh đạo các bệnh viện, các CDC của các tỉnh và thành phố. Đây là hình ảnh thủ quỹ của công ty Việt Á, bà Phan Tôn Nguyên Thảo khai rằng công ty Việt Á đã chi tiền cho các đơn vị như CDC Nghệ An, Hải Dương, nhiều đơn vị y tế, bệnh viện, v.v. các đơn hàng mua bán kit test COVID, thiết bị y tế với số tiền rất nhiều, tùy vào lượng hàng ít thì khoảng 500 triệu đồng, nhiều thì cả trăm tỷ trên phạm vi toàn quốc. Trong đó, chỉ riêng với CDC của tỉnh Hải Dương, Việt Á có các hợp đồng đạt tổng giá trị tới 151 tỷ đồng và lãnh đạo Việt Á đã chi riêng gần 30 tỷ đồng cho giám đốc của CDC này, tức là tương đương với 20% giá trị hợp đồng. Trong cuộc họp của Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào ngày 27 tháng 12, ông Lê Bá Trình, Ủy viên Đoàn Chủ tịch phát biểu rằng nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước phải làm rõ vi phạm đến mức phải xử lý theo quy định của pháp luật thì phải xử lý nghiêm minh với những cơ quan, tổ chức có liên quan tới vụ việc này. Một ủy viên khác, ông Lê Truyền, cũng đưa ra quan sát rằng khi nhà chức trách càng điều tra thêm về vụ việc, càng thấy rằng nó lớn và nguy hại. Báo chí trong nước trích lời của ủy viên Truyền nói rằng đây là một thứ lừa đảo nhân dân, lừa đảo ngay trong cơ quan nhà nước. Và ông nhấn mạnh rằng người dân phản ứng rất dữ dội, vì vậy mặt trận cần phải đưa các thông tin đó vào bản báo cáo tổng hợp tình hình nhân dân năm 2021. Tham gia cuộc họp, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam Vũ Trọng Kim đề nghị rằng mặt trận Tổ quốc phải có ý kiến ngay về vụ việc Việt Á, chứ không chờ tới khi mọi việc xong xuôi rồi mới lên tiếng. Lần ngược thời gian, không ít người đặt câu hỏi phải chăng vì những lợi lộc chia chác mà ngành y tế nhiều lần đặt ra yêu cầu phải xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng
thậm chí áp dụng các biện pháp cưỡng chế xét nghiệm trong một năm qua, dẫn đến một số vụ việc gây bất bình to lớn và bị lên án là dã man, phi nhân tính, vi phạm tự do thân thể hoặc xâm phạm tư gia của công dân. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long và công điện khẩn yêu cầu thần tốc xét nghiệm. Chia sẻ với đài VTC News, đại biểu Quốc hội khóa 14 Phạm Thị Minh Hiền là Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Phú Yên nhấn mạnh rằng hồ sơ sản phẩm kit test của Việt Á bị Tổ chức Y tế Thế giới WHO loại ngay từ đầu vì không cung cấp được chứng nhận quản lý chất lượng ISO cho sản phẩm y tế, có nghĩa là chưa được Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận cho lưu hành tự do. Thế nhưng sự nhanh nhẩu không cần thiết của Bộ Khoa học và Công nghệ khi vội vàng ra thông báo trên trang web của Bộ kèm theo thông tin về năng lực sản xuất cung ứng sản phẩm của Việt Á cho thị trường trong nước và quốc tế, rồi sau đó lại âm thầm gỡ bỏ, thật sự đã tạo ra một câu chuyện bi hài cho vụ việc này. Ông nói, tôi thiết nghĩ Bộ Khoa học và Công nghệ cũng không thể tránh khỏi trách nhiệm của mình trong vụ án gây chấn động này. Không ai chấp nhận được cách chống chế sau đó của Bộ là do sự nhầm lẫn thông tin. Cách giải thích đó càng cho thấy khả năng xử lý thông tin yếu kém của một bộ đóng vai trò quan trọng trong việc giám định đánh giá tiêu chuẩn sản phẩm được sản xuất theo quy trình công nghệ. Bà Hiền đã bày tỏ như vậy. Bà Phạm Thị Minh Hiền cũng cho rằng cần phải làm rõ trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ với nhiều vấn đề liên quan trong vụ việc này. Thứ nhất là căn cứ vào đâu để bộ công bố những thông tin không chính xác về bộ kit test của Việt Á. Đây có đúng là sự nhầm lẫn hay là có ý đồ gì khác hay không? Thứ hai là trách nhiệm của Bộ Khoa học Công nghệ là Hội đồng Khoa học Công nghệ Quốc gia tới đâu trong việc thông qua hồ sơ đánh giá kết quả nghiên cứu chế tạo bộ kit test theo tỷ lệ 8/8, tức là 100% thành viên đồng ý thông qua và nhất trí kiến nghị Bộ Y tế cấp phép sử dụng. Để giờ đây dư luận ngã ngửa vì hiện trạng thực tế và năng lực sản xuất kit test của công ty Việt Á. Đây là hình ảnh trang web của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng công bố rằng bộ xét nghiệm của Việt Á được Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận, này vừa mới bị gỡ bỏ thông tin như hình bên phải. Thật là một sự dối trá từ dưới lên trên và từ trung ương đến địa phương. Thứ ba là tại sao khi Tổ chức Y tế Thế giới có thông báo chính thức sản phẩm của Việt Á không đáp ứng tiêu chuẩn và không được chấp nhận lưu hành tự do, thì Bộ Khoa học và Công nghệ cũng như Bộ Y tế lại bỏ lơ thông tin này, không có động thái hay kiến nghị tạm dừng lưu hành bộ kit test của Việt Á. Tiếp theo, thứ tư là dư luận đặt câu hỏi liệu rằng cả hai bộ và những người trực tiếp tham gia quy trình giám định, xét nghiệm cũng như các bộ phận có trách nhiệm liên quan có thật sự vô tư và vô can trong vụ việc lợi dụng dịch bệnh để thu lợi bất chính của công ty Việt Á hay không. Và những vấn đề nêu trên có được xét là hành động tiếp tay của hai bộ này hay không, rất cần được cơ quan công an điều tra làm sáng tỏ. Bà Phạm Thị Minh Hiền đã bày tỏ quan điểm của mình. Nói thêm về bê bối kit test COVID-19 của công ty Việt Á, bà Hiền cho rằng vụ việc đã thật sự như một cú đâm quá mạnh, xuyên thủng lòng tin của nhân dân và thậm chí gây hoang mang cả hệ thống phòng chống dịch ở các cấp. Bà nói, tôi tin chắc rằng không phải ai tham gia vào lực lượng tuyến đầu cũng đều hiểu rõ quy trình luồn lách như con lươn trạch của bộ kit test này. Trong suốt 2 năm ròng rã, các đội hình y bác sĩ và cả những đội hình khác đã lao lực và gần như kiệt sức nơi tâm dịch để tham gia bảo vệ sức khỏe của người dân một cách đúng nghĩa, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được một chế độ hỗ trợ tương xứng, thậm chí có nơi bác sĩ chuyển về nhận lương cơ bản. Vậy mà vẫn có những thành phần ăn không chừa một thứ gì từ đại dịch, trục lợi bất chính trên nỗi mất mát và đau đớn tột cùng của đồng bào của mình, lọc lừa xuyên cả hệ thống quản lý nhà nước mà đó có đầy đủ bộ máy tham mưu giúp việc gác cổng về chuyên môn cho chính phủ như thế. Bà Hiền bức xúc chia sẻ. Đây là hình ảnh biếm họa của La Thanh Hiền về sự kiện lạm phát chọc ngoáy mũi xét nghiệm COVID-19 của Bộ Y tế với dòng chữ lỗ mũi chính là nguồn tài nguyên vô tận của nước ta. Và đánh giá rất cao và sự cuộc quyết liệt của cơ quan điều tra công an, bà Hiền cho rằng sâu chuỗi lại các sự kiện quan trọng đã được các cơ quan truyền thông đưa tin, quả thật rất khó chấp nhận những sơ suất hay sai sót của các cơ quan quản lý, nhà nước, cấp bộ trong vụ việc này. Bà nói, bởi hồ sơ của một sản phẩm thiết bị y tế muốn lưu hành thì phải qua rất nhiều khâu sát hạch tiêu chuẩn của các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ mới được cấp phép.
Riêng đối với bộ kit test của Việt Á, hồ sơ sản phẩm chưa được Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận cho lưu hành tự do, nhưng đã tùy tiện thao túng thị trường với giá trên trời, ngay trong lúc các nơi đều gặp khó khăn, lúng túng trong việc mua sắm thiết bị y tế. Ấy thế mà lại có những bộ sậu liên quan đến công ty Việt Á thản nhiên bỏ túi riêng tiền tỷ. Tôi tin rằng sẽ có rất nhiều sự thật được phơi bày nếu cơ quan chức năng vào cuộc, bà Hiền nhận định. Bà Phạm Thị Minh Hiền cũng mong muốn cơ quan điều tra của Bộ Công an tiếp tục làm rõ hành vi gian dối, từng đường đi nước bước của các đơn vị cá nhân lợi dụng dịch bệnh, hút máu ngân sách, móc túi người dân. Cùng với đó là đánh giá những hậu quả gây thiệt hại nặng nề về con người và vật chất. Hành vi lợi dụng chủ trương phòng chống dịch của nhóm lợi ích để ung dung làm giàu trong sự kiệt quệ, chống đỡ yếu ớt của người dân trước dịch bệnh, để rồi thiệt thòi người dân và doanh nghiệp phải gánh chịu, thiệt hại cho ngân sách quốc gia phải gánh chịu, và tôi cho đó là hành vi độc ác, bà Hiền bày tỏ. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Ba ngày 28 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin vụ án cung đình kíp Việt Á, vì sao Thủ tướng chỉ đạo mở hẹp điều tra. Thủ tướng anh mình vốn sốt sắng, tận tụy, mướt mồ hôi, lo việc dân, việc nước và luôn thần tốc trong chỉ đạo, ngoáy mũi dân từ thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh thành. Và nay thì vụ tiêm vaccine cũng như vậy. Ấy thế mà vụ kíp Việt Á nổ ra như cổ bom nguyên tử, nhưng Thủ tướng vẫn vô tư đi ăn sinh nhật, mổ mà Võ Đại Tướng, tức là Võ Nguyên Giáp, và thăm thú nơi mồ mãi 4 ngày sau mới có ý kiến chỉ đạo mở rộng điều tra. Các bạn có thể xem xét những bình luận của tác giả Gió Bắc trên đài tiếng nói EFA về chỉ đạo mở rộng điều tra vụ án Việt Á của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thực hư ý đồ này của ông Thủ tướng ra sao trong bối cảnh vụ án liên quan đến toàn bộ cơ cấu lãnh đạo của Đảng và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam? Quả kít thối này thối toàn diện, từ đầu tư, nghiên cứu, nghiệm thu, cấp giấy phép, đưa tin giả, môi giới, bán hàng bằng quyền lực, hậu quả liên quan đến tính mạng của hàng vạn người dân, thể diện quốc gia. Thủ tướng nói mở rộng nhưng chỉ đạo đóng hẹp trong chuyện nâng giá thu tiền, lại giao cho một số nghi phạm như Bộ Y tế tham gia xử lý, vân vân. Và vì sao lại giữa mở rộng kiểu ấy là mở đường cho bọn hút máu dân tiếp tục hoành hành trong những vụ việc tiếp theo? Đây là hình ảnh trang web của Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố rằng bộ xét nghiệm của Việt Á được Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận. Hình bên trái này thông tin vừa bị gỡ bỏ như hình bên phải. 4 ngày sau vụ án được khởi tố, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam VTV đã phỏng vấn ghi hình các nhân vật của Việt Á, nêu danh tính các đơn vị mua hàng và nhận tiền lót tay, cứ như là vụ án đã được kết thúc điều tra, thì văn phòng chính phủ mới ra văn bản muộn màng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ông Phạm Minh Chính, về việc xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, kit xét nghiệm COVID-19 xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và ảnh hưởng tính mạng của hàng triệu người dân Việt Nam. Báo chí đưa thông tin có tiêu đề nóng hổi rằng Thủ tướng yêu cầu mở rộng điều tra, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, xử lý sớm vụ án tại Công ty Việt Á. Nhưng đọc qua nội dung thì chỉ đạo thực chất chỉ đóng khung việc điều tra trong việc cấu kết nâng giá chia tiền giữa bên bán hàng là Việt Á và bên mua hàng là các sở y tế, CDC, các bệnh viện địa phương mà thôi. Bỏ lọt, chính phạm là Bộ Khoa học và Công nghệ. Qua sự bùng nổ thông tin từ mấy ngày qua trên báo chí lề phải và trong mạng xã hội cho thấy vụ án này có liên quan trách nhiệm của rất nhiều ngành ở cấp rất cao đã chủ ý tác động tạo điều kiện để kíp Việt Á ra đời, độc quyền cung ứng cho ngành y tế. Và bí ẩn đằng sau 80% cổ phần của công ty này vẫn chưa được giải đáp. Kíp Việt Á được các bộ cấp đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo đúng quy trình, nhưng chất lượng của nó thật đáng ngờ. Muốn điều tra đến đầu đến đũa, tránh cho người dân những thảm họa tương tự, làm trong sạch cuồng máy phải xem xét trách nhiệm của rất nhiều ngành. Và câu chuyện đã tung tóe như bom nguyên tử, nhưng Thủ tướng lại mở rộng thành phát đạn K54 là lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu xét nghiệm COVID-19 tại các địa phương trong cả nước. Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á đã có dấu hiệu cấu kết với các tổ chức cá nhân liên quan, vi phạm nghiêm trọng quy định về sản xuất, đấu thầu, kit xét nghiệm COVID-19 nhằm để trục lợi. Với nhận định đơn giản là như đang đùa giỡn của Thủ tướng, nhiều ông lớn đã thở phào nhẹ nhõm, phủi tay, yên vị,
chuẩn bị cho các thương vụ mới, rõ nhất là Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh khi đó chính là người đã chỉ định công ty Việt Á, Học viện Quân y nghiên cứu chế tạo test kit dở. Nay khi Việt Á bị khởi tố thì Bộ Khoa học và Công nghệ lập tức gỡ bỏ tin Tổ chức Y tế Thế giới đã chấp thuận bộ kit xét nghiệm này trên trang web của Bộ. Với sự thật tung tóe như hiện nay, xưởng sản xuất của Việt Á ở Bình Dương chỉ rộng có 10m², vệ sinh thì nhếch nhác, không có máy móc thiết bị sản xuất, trụ sở văn phòng công ty ở Thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ là một tấm bảng hiệu. Hàng triệu kit Việt Á được sản xuất ở đâu là câu hỏi được dư luận được đặt ra. Từ cơ sở nào của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định đầu tư cho Việt Á nghiên cứu đề tài khoa học cấp quốc gia và nghiệm thu thần tốc trong vòng có nửa tháng? Ngân sách đầu tư cho doanh nghiệp tư nhân nghiên cứu sản xuất sinh phẩm để kinh doanh có hợp pháp hay không? Và giá trị đầu tư là bao nhiêu cũng là câu hỏi được đặt ra. Vào thời điểm từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2020, cả nước chỉ mới có 16 người bị nhiễm COVID thì lấy cơ sở nào để đánh giá lâm sàng tính chính xác của kit Việt Á đây? Và việc Bộ Khoa học và Công nghệ tung tin giả là kit Việt Á được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận không thể là sự nhầm lẫn như quan chức của bộ này lý giải, vì vào tháng 10 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới đã có thông báo chính thức không công nhận và không cho phép sử dụng kit Việt Á. Nếu nhầm lẫn, thì vì sao bộ này không cập nhật thông tin đính chính ngay thời điểm ấy? Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đã ghi nhận ý kiến của cử tri về vấn đề này rằng báo chí, dư luận rất quan tâm chất lượng kit xét nghiệm, truyền hình đưa lên nơi sản xuất như nhà kho hợp tác xã, rồi Tổ chức Y tế Thế giới không công nhận chất lượng để áp dụng chung thì cử tri quan tâm chất lượng kit xét nghiệm có đáp ứng chuyên môn hay không. Vì hiện dùng đại trà kit xét nghiệm do công ty Việt Á sản xuất, trách nhiệm cơ quan liên quan kể cả một số bộ chưa nói sai đúng, nhưng rất nhiều địa phương đấu thầu giá rất cao. Chắc hẳn rằng công sức đầu tư khai sinh và chắp cánh cho Việt Á của Bộ Khoa học và Công nghệ không thể nào miễn phí được. Đóng khung việc điều tra chỉ trong việc thổi giá thì rõ ràng là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bỏ lọt tội phạm chính. Bên hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và công điện khẩn yêu cầu thần tốc xét nghiệm toàn quốc căn cứ trên chỉ đạo của ông Thủ tướng. Cũng chính trong giai đoạn này, bộ kit test dởm đã được phân phối đi khắp cả nước. Và điều này đã gây ra cái chết có lẽ của rất nhiều người dân Việt Nam. Giao nghi phạm xử lý hậu quả qua thông tin báo chí, vai trò của Bộ Y tế trong vụ này cũng quan trọng không kém. Theo trùng điệp thủ tục hành chính của Việt Nam, việc xin phép cho một nhà thuốc tư nhân bé cũng phải dằm vài tháng. Còn vaccine Nanocovax đã được Thủ tướng nhiều lần nhắc nhở nhưng đến nay vẫn chưa được cấp phép. Ấy vậy mà giấy phép cho kit Việt Á chỉ mất vỏn vẹn có một ngày sau khi Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Bộ Y tế đã cấp ngay giấy phép sử dụng. Với xưởng sản xuất đơn sơ thua quán phở, với hồ sơ khoa học bị Tổ chức Y tế Thế giới bác bỏ vì thiếu an toàn, chất lượng, kit Việt Á đương nhiên phải có vấn đề và gây hậu quả. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn đã có nhận định rằng không ai biết đã có bao nhiêu người bị dính dương tính oan và bao nhiêu người đã bị bỏ sót vì âm tính giả. Con số này có thể lên đến hàng triệu và bao nhiêu người đã bị bắt đi cách ly tập trung và phải chết. Nhưng chúng ta đã thấy có quá nhiều bị ép đi làm xét nghiệm y như là bắt tội phạm. Biết bao nhiêu bi hài đã xảy ra trên cả nước. Số tiền người dân bỏ ra cho xét nghiệm chắc là hàng vạn tỷ đồng. Bộ Y tế còn ân cần ra công văn giới thiệu kit Việt Á cho các địa phương kèm theo giá đã được thổi lên tới 470.000 đồng. Số điện thoại của Phó Tổng Giám đốc, Bộ trưởng Nguyễn Thành Long thì đã liên tục ra công điện, công văn chỉ đạo, yêu cầu xét nghiệm thần tốc. Các sở y tế, CDC không mua kit của Việt Á mới là chuyện lạ. Bộ Y tế vừa là người khai sinh, vừa là người trình dược viên, dùng quyền lực và uy tín nhà nước để quảng bá và khuyến mãi cho Việt Á. Lẽ ra những cá nhân của bộ này cần phải được đình chỉ công tác để phục vụ điều tra. Đây là hình ảnh biếm họa của La Thanh Hiền và sự kiện lạm phát chọc máy mũi xét nghiệm COVID-19 của Bộ Y tế với dòng chữ "Lỗ mũi chính là nguồn tài nguyên vô tận của nước ta". Và cũng cần phải làm sáng tỏ chất lượng của kit Việt Á chính xác đến mức độ nào, tỷ lệ gây sai sót làm chết bao nhiêu người, giá bán giấy phép và các công ty văn công văn là bao nhiêu tiền. Ấy thế nhưng, ngược lại, Bộ Y tế vẫn tiếp tục được Thủ tướng Anh Minh và giao quyền
Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan khẩn trương chủ động rà soát, kịp thời có biện pháp chấn chỉnh công tác đấu thầu, mua sắm và sử dụng thuốc, sinh phẩm và vật tư, trang thiết bị y tế, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định của pháp luật. Và họ đã khuyến khích hệ thống truyền thông dối trá. Quy định của pháp luật Việt Nam xử phạt rất nghiêm với hành vi đưa tin giả liên quan đến dịch COVID-19. Người đưa tin giả về COVID-19 trên mạng có thể bị phạt tù 7 năm. Theo đó, người nào đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông, thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch COVID-19 có thể bị phạt tiền tối đa 15 triệu đồng hoặc bị xử lý theo Điều 288 Bộ Luật Hình sự vào năm 2015. Mức phạt tù tối đa là 7 năm và còn lại có thể bị phạt tiền tối đa tới 200 triệu đồng. Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm. Nhiều người cũng đưa những thông tin có thực nhưng không vừa ý với chính quyền về tình trạng kém cỏi, vô trách nhiệm hoặc hà khắc với người dân cũng bị phạt tiền, phạt tù. Thế nhưng như đã dẫn trong bài Cú lừa cung đình mang tên kíp Việt Á, Tô Lâm Thượng Thư có dám khai đao chính phạm hay không? Thì quả bom thối mang tầm quốc tế, mang tên Việt Á này, từ báo Nhân dân, báo điện tử của Chính phủ, trang web của Đảng Cộng sản Việt Nam, báo Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân v.v. đã dẫn đầu cho 800 tờ báo lề đảng đăng hàng loạt tin giả. Nào là Tổ chức Y tế Thế giới công nhận kíp Việt Á, Bộ Y tế Xã hội Anh cấp phép kíp Việt Á xuất khẩu sang 20 nước, rồi giá kíp Việt Á bằng 1/4 giá thế giới, v.v. Đây là hình ảnh các trang của Đảng Cộng sản Việt Nam đồng loạt nổ bom về vụ kit xét nghiệm dởm. Tuyên giáo nói bộ kit xét nghiệm được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận có thể bán ở tất cả các quốc gia châu Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh. Còn đài truyền hình nhà nước Việt Nam VTV thì nói nhiều nước đặt mua kit test của Việt Nam sản xuất. Báo Thanh Niên thì nổ rằng Tổ chức Y tế Thế giới lập tức chạy đến liên hệ với Học viện Quân y để chia sẻ kinh nghiệm v.v. Và tất cả đều là dối trá và tiếp tay cho Việt Á bung hàng các bộ xét nghiệm dởm ra để phục vụ hàng triệu người dân Việt Nam và dẫn đến những cái chết đau lòng. Những tin giả này đã gây tác hại rất nghiêm trọng với người dân trong nước, gây nhầm lẫn cho người dân, là dung môi cực tốt để các bên bán mua dễ dàng, thổi giá. Với bình diện quốc tế, việc Tổ chức Y tế Thế giới phải ra văn bản khẳng định sự dối trá, sai lệch của Bộ Khoa học và Công nghệ cũng có tác dụng nâng cao vị thế khoa học và chất lượng truyền thông của Việt Nam tương đương với miếng thịt bò dát vàng. Ấy vậy mà, công văn của ông Thủ tướng Anh Minh lại không hề nhắc đến việc xử lý vi phạm dối trá khổng lồ của cả hệ thống. Ngược lại, Thủ tướng khuyến khích các bộ thông tin và truyền thông, y tế, công an và các bộ cơ quan địa phương liên quan đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, đưa tin đầy đủ, công khai kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan theo quy định của pháp luật, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân. Chỉ đạo mở rộng mà thu hẹp của Thủ tướng quả là khó hiểu. Với chỉ đạo này, ông Tô Thượng Thư dù có muốn khai đao rửa hận vụ thịt bò cũng bó tay. Vì sao người hết lòng vì dân, vì nước, mướt mồ hôi xây pháo đài chống dịch, quản lý sâu sát đến tận xã phường lại mở cửa sổ lồng cho các khủng long tội phạm, quả là điều khó hiểu. Nhưng điều dễ hiểu, dễ nhớ nhất là các mệnh lệnh thần tốc, kiên trì ngoái mũi của ông Thủ tướng đã có phần rất lớn cho Việt Á đoạt doanh thu 4.000 tỷ đồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 12 năm 2021 với bản tin Vụ án cung đình kíp Việt Á, vì sao Thủ tướng chỉ đạo mở hẹp điều tra. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.